xà trong cặp ấy. Cuối cùng mình lại được. Hello. Hello mọi người nha. Ôi anh Phương ơi, em chào anh. Bây giờ mới vào được đấy ạ. Nãy giờ nó cứ bị đẩy ra thôi ấy. Không ăn xà xà. Xà ở trong cặp ấy anh. Đây đây. Đây, em chào mọi người nha. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Chào anh Nguyễn Việt Hùng, em chào tất cả mọi người. Mọi người chờ em cắm xả. Em kẹp nó vào cái nước ngoài đang chạm tắt tim mất. Ôi trời ơi, em có làm gì đâu mà ghen tị với em chứ. Khổ ghê vậy đó. Nãy nó không cho em vào, mãi em mới vào được. Đây, bây giờ vào được rồi đây, chắc là ok rồi đấy. Rồi. Ok. Cảm thấy bớt, cuộc đời bớt u ám rồi ạ. Được rồi. Không, nó không rung nữa rồi. Chào anh Huỳnh Chín, chào tất cả mọi người nhé. Chào anh Chu Soạn, chào anh Minh Anh. Ơ chị chào Tuấn nha. Em không biết em đã làm gì nữa. Mọi người chia sẻ bài cho em đi. Vâng, em chào anh Thích Đủ Thứ. Hello Hải. Em chào anh Hưng. Đây. Chia sẻ loạn lên. Bán gì trước giờ nhỉ? Chào anh Nguyễn Dũng. Chào anh Nguyên. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên chia sẻ bài cho em chưa? Đây, em bán hàng nha. Chào anh Nguyễn Việt Thành. Chào anh Văn Bắc. Chào anh Nguyễn Cao. Mọi người chờ tí. Bị cối. Ôi chào anh Hải Văn. Có dề hai ba thân thì cho anh xem nhé. Có anh ạ. Đây. Em bán hai thân này là hai thân cánh bầu nha. Hai thân cánh bầu môi tuyết này. Hai thân cánh bầu môi tuyết một. Một thân 30 sen. Một thân 30 sen, một thân 25 sen. Bao nhiêu hình nhá, cánh bầu môi tuyết. Vâng, chào anh Sơn Lê. Dạ, có dề hai ba thân đấy anh ạ. Có dề hai ba thân đẹp lắm. Dề hai ba thân thì đây anh. Nù nha anh. Nù lá xếp. Đấy. Anh chờ tí xong rồi em sẽ lên dề hai ba thân cho anh xem nhá. Em bán cái này đã. Chào anh Vinh Nguyễn, chào anh Út Út Ngô Văn đây. Hai thân này. Hai thân này. Cánh bầu môi tuyết nha. Đó. Mọi người thấy không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Hoa cực kỳ đẹp. Có hai thân duy nhất thôi. Hai thân này em chốt 700k ạ. Hai thân này 700k. Mặt hoa quá xuất sắc. Chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Nguyễn Duy. Ủa sao thấy nó cứ tối nhỉ? Mọi người có thấy em tối hù không? Quá đẹp luôn. Mặt hoa quá xuất sắc. Em chỉ có hai thân duy nhất thôi. 700k cho hai thân ạ. 700k cho hai thân, một thân 30 sen, một thân khoảng 25 sen. Đây, rễ rất là khỏe rồi nha. Đây mọi người này. Mọi người nhìn thân này, xanh gần như không tì vết luôn. Chào anh Hạnh Nguyễn. Chào mọi người. Đây, hai thân này em chốt 700k nha. Ai sưu tầm mặt hoa này thì chốt cho em ạ, 700k cho hai thân này.
Anh Sơn Lê ơi, em xỉ hết rồi anh ạ. Ngại bán lẻ quá. Em là sáng hết rồi, tối gì nữa đây. Đây. Mọi người chốt cho em hai thân này 700k. Thân rất là đẹp. Vâng, chào anh Nguyễn Trí. Ôi dồi ôi, dạo này á, em like á, suốt ngày bị. Rồi ok, em cảm ơn anh Phương Nguyên nha. Mở hàng cho em. Em cảm ơn anh Phương Nguyên. Anh ơi, hai ghi đấy, hai ghi mặt bông đấy mà anh Thiết Vũ trả em 500k là em chịu thua luôn đấy. Em chịu thua luôn. Em chốt cho anh Phương Nguyên nha. Em chào anh Khiêm ạ. Xong rồi. Đây. Em lên một cái dề. Em lên một cái nguyên dề nhá. Nguyên dề luôn. Mọi người nhìn thân này. Ôi trời. Cảm ơn anh Tùng Liberty nhá. Được các anh khen xinh á. Cuộc đời tươi đẹp hơn bao nhiêu. Đây dề này ba thân ạ. Thân nù lá xếp. Thân nù lá xếp nhá. Cái này là tương lai sẽ phi 21 đấy ạ. Thân nù lá xếp. Đó. Cái này nó là, nó là con của cái giò này ạ. Nó là, nó là ki con, nó là ki nhá. Cái giò này nó là ki. Đây là giò ki ba ki, ba ki cùng một chung một mầm, chung một thân ấy. Ba ki chung một thân của cái giò mà đã đi thi được giải này này. Đây cho mọi người xem. Nó sẽ còn nù lên nhiều nữa nha. Bây giờ nó chưa thắt ngọn đâu. Nó chưa thắt ngọn đâu mà nó đã nù như thế này rồi. Nó chưa thắt ngọn, mọi người nhìn này. Ngọn vẫn đang đi rất khỏe nhá, nhưng mà nó đã nù như thế này rồi. Đó. Nó là con của cái giò này. Nó là con của cái giò mà đi thi có giải đấy nhá. Siêu siêu nù luôn. Đó. Siêu siêu nù luôn, nó là con của cái giò này. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Đây, nó chưa thắt ngọn đâu. Khi thắt ngọn bây giờ nó được khoảng phi 18, 19 rồi. Cái này nó được khoảng phi 18, 19 rồi. Thắt ngọn thì nó sẽ còn, nó sẽ còn được nù hơn nữa. Nù như thân mẹ nó luôn. Đây, nguyên dề luôn ạ. Nguyên dề luôn. Đó. Dạ, chưa mặt bông đâu anh Đại Hồng Thủy ơi. Đây này, năm ngoái nó ra ki. Năm ngoái nó ra ki, nó không có ra bông nên là em chưa có biết mặt bông như nào anh nhá. Năm ngoái nó ra ki này. Nó không có ra bông nên em chưa biết mặt bông như thế nào cả. Thân rất là xanh sạch. Đây, thân đây mọi người ngắm thân đi ạ. Ôi giời. Chị Luyện ơi, em chào chị. Mua hàng ủng hộ em đi chị Luyện ơi. Mua lan về ngắm này, mọi người nhìn thân đấy. Nó chưa nù ra đâu ạ, bởi vì thân nó vẫn còn đi ngọn. Nguyên dề này em bán 1.800.000 nhá. 1.800.000 cho nguyên cái dề này ạ. 1.800.000 cho nguyên cái dề này. Ok. Anh Hương Nguyên chốt luôn ạ. Vâng, em chốt 1.800.000 cho cái giò này nhá. Giò lại ra, vào lại ra. Anh Nguyên chốt nhanh thì được. Em còn một thân nữa ạ. Nhìn em biết là, nhìn em biết là đủ rồi. Ý anh là sao anh ơi? Ý anh là sao đấy? Anh ơi, 1.800.000 nhá, em đã bán cho anh Phương Nguyên, anh ấy chốt trước rồi. 1.800.000. Đây là cây, cái giò này nó là ki nhá. Cái này nó là ki của cái giò năm ngoái. Giò đấy đi thi được giải đấy ạ. Rồi tí nữa em sẽ bán luôn cả giò mẹ luôn. Cái Facebook của cái... Ờ chị không hiểu chị đã làm gì tổn thương cái nó nữa. Tiếp lại còn một cây nữa. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú Hồng nhá. Em có bán hoa anh Túc nguyên bản đâu anh ơi, bán hoa. Ờ bán hoa anh Túc á, em sợ lắm anh ơi. Cái này là lá mít nha mọi người. Mọi người nhìn lá này. Lá mít xếp luôn đấy ạ. Đây. Mọi người thấy không ạ? Chị Luyện ơi, em cũng đỡ rồi. Khổ. Em cứ đỡ một tí xong rồi đi dạy văn ấy.
nói nhiều người ta bảo đúng là dạy toán là học văn, dạy toán thì sướng, học văn thì sướng, mà em dạy văn thì á nói suốt ngày luôn. Đây này mọi người nhìn bản lá này. Đấy, mọi người nhìn thấy bản lá chưa? Lá mít xếp luôn nha. Thân nù. Lá mít xếp thân nù. Siêu phẩm luôn. Đó. Lâu không gặp nó vậy đấy. Lâu không gặp em đo xem dài được bao nhiêu rồi nhá. 1 này, 2 này, 3, 60 cm, 950k cho cái cây xuất sắc này nha mọi người. 950k cho cái cây xuất sắc này. Ôi trời. Em nói hoa anh tức á. Ý anh bảo là em gây nghiện hả? Em đâu có gây nghiện đâu. 950k cho cái cây xuất sắc này nha. Đây cho mọi người xem này. Đây, nó là con của cái giò này đấy ạ. Nó là kỳ con của cái giò này đấy ạ. Bữa nay đã phát triển được thế này rồi nha. Nù anh ơi. Dạ anh Hùng Phạm ơi, nó chưa có mặt hoa anh nhá. Cái giò này năm ngoái đi thi nhưng mà nó ra ki, nó không có ra hoa nên em chưa biết hoa thế nào ạ. Em chưa biết hoa như thế nào. Đây, năm nay nó được lớn như thế này rồi đấy ạ. Đây, lá rất là tròn luôn. Mọi người nhìn này. Lá cực kỳ tròn luôn. Có thân nào mít hơn không? Anh ơi, có cái thân này là lá tròn nhất rồi. Em nghĩ là nó không phải là... Là nếu mà xét về một dạng mít xuất sắc. Nếu mà nói là một dạng mít xuất sắc thì nó sẽ không phải là một dạng mít xuất sắc đâu. Nhưng mà nó chỉ là bản lá tròn thôi. Còn có nhiều cây nó còn mít hơn. Nhưng được cái nó lá xếp và thân nù ạ. Thân cực kỳ nù nha mọi người. Đó, chưa mặt hoa đâu. Em chào anh Minh. Chưa có mặt hoa đâu chị Định ạ. Mở gốc chị kỳ đâu nha. Đâu anh ơi, cái này là kỳ đấy chứ. À ừ, cái này là mầm gốc đấy. Cái này là mầm gốc đấy mọi người, em lộn đấy. Cái này là mầm gốc đấy. Mầm gốc của cái giò này đấy. Không biết hoa thế nào thì làm sao mà mua. Anh ơi, về mình tự sổ hoa chuyện bình thường mà. Thân rất là đẹp nha. Mọi người nhìn thân này. Thân cực kỳ xanh. Em cảm ơn anh Minh nhá. Đây. Thân nù này. Đó. Nhưng mà vẫn còn đốm tím ở lá nhá. Em lượn đây. Bye bye em. Đây thân này em bán 950k này. Anh Tấn Danh ơi, phi điệp Hòa Bình, phi điệp thân nù Hòa Bình anh ơi. Đây, cái giò này năm ngoái đi thi có giải đây này. Đấy. Em bán cây này 950k. Em ở Hà Nội anh nhá. Anh Hạnh Phạm Ngọc nhá. Em ở Hà Nội nhá. Em nhìn nhầm đấy, cái này không phải là kỳ đâu mà cái này là mầm gốc luôn đấy. Cái này là mầm gốc. Anh Trang ơi. Đây, bán mầm gốc với cả kỳ của cái giò đi thi có giải này. Thân nù anh ạ, siêu nù luôn. Đây, nó chưa thắt ngọn mà đã nù như này rồi. Thân nù lá xếp 950k. Em chỉ bảo là bản lá tròn gần như lá mít thôi. Còn em không bảo cái này là mít xuất sắc đâu. Em còn bán những cây mít xuất sắc hơn nhiều. Đây, cây này em bán là bao tiền? 950k anh Trang chốt cây này không? Em đã biết mặt hoa thế nào đâu mà bảo là mặt hoa xấu ạ? Chơi thân lá cũng đẹp rồi mà anh Messenger thông báo. Đây, cây này 950k này. Đó, mọi người thấy không? Thân cực kỳ đẹp luôn. Bye bye em nhá. Ở Facebook làm sao nó vẫn chưa mở cho chị ấy Quyết ạ. Sao mọi người vẫn không chia sẻ được? Em không có thân bé đâu anh Cũng Bùi ơi. Chỉ có thân to như thế này thôi ạ. Thân bé thì là dòng cây khác nhá, dòng nù khác nhá. Đây, bán một đơn nhỏ hơn này. Bán một đơn nhỏ hơn nha. Ủa mọi người sao không thấy nói năng gì vậy?
Ok, đây hai cái thân, hai hai key thân nù này, hai key thân nù bán một đơn nhỏ hơn. Hai key thân nù này em chốt 200k nhé. Mọi người đâu mất tiêu rồi. Em có bán người đâu mà chốt em thôi. Chưa có hoa đâu anh Long Phạm ơi. Nó vẫn là có chủ rồi nhé. Vâng. Có hai kia nhỏ, hai kia nù nhỏ nhỏ đấy. Hai kia nù nhỏ nhỏ em bán 200k. Anh Trang ơi, cái này vẫn là hòa bình anh ạ. Đây nó chưa chưa còn chưa thắp ngọn đâu. Chưa thắp ngọn đâu mà nù lắm rồi. Chào, nếu là anh em hôm nay không có kim ma bó rồi anh ơi. Đây hai kia này 200k này. Kia này khá là dài rồi đấy. Thân gì trên tải trắng? À cái đấy là cây 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 siêu nổ à? Mỗi thân dài bao nhiêu vậy? Đây. Đây nha anh. Chắc là một thân 5 cm, một thân 10 cm. Cành này 950k nhá anh Cao Đại Gia ơi. Ki bé. Ki bé thì chắc là mai em chụp ảnh cho anh nhá, em không mang vào đây rồi. Em chào anh Lê Anh Hoàng. Đây hai ki này 200k. Chờ xin. Anh Cao Đại Gia ơi đây. Ki này rất là thân này rất là đẹp luôn, mầm gốc luôn đấy ạ. Em nhầm là ki nhưng mà không phải ki đâu, mầm gốc luôn đấy. Thân nù hòa bình nhá. Thân nù hòa bình luôn. Anh Cường Võ Hùng chốt 200k. Ok anh Cường Võ Hùng nhá. Em cảm ơn anh Cường Võ Hùng. Anh Cường Võ Hùng ơi, xem em còn lưu số điện thoại của anh không nhở, hay là em quên mất rồi. Em nhớ là anh mới mua mà. Anh Cường ơi, hay anh Cường cho em xin lại số điện thoại địa chỉ nhá. Dạ 150k em chưa chốt được đâu anh ơi. Hai kia này đẹp mà anh. Hai kia này 200k giá tốt rồi anh ơi. Xong. Cháu chào chú Hương ạ. Chú Hương ơi có cái thân này lá xếp đẹp lắm. Chú Hương có thích không này? Thân nù. Thân nù đây. Để xa ra cho mọi người nhìn nhá. Đó. Thân nù lá xếp. Siêu nù luôn. Em còn đơn nào 200k? Em không còn đơn nào 200k đâu anh ơi. À đây. Có đơn này ạ. Có thân này 200k nha anh. Có thân này 200k. Dạ vâng, em cảm ơn anh Cường Võ Hùng nha. Đây, thân này là 950k này. Chú Hương ơi, thân này 950k, thân nù chú có chốt cái này về trồng dáng thẳng này thì quá đẹp luôn. Đó. Nó là mầm gốc của cái giò năm ngoái đi thi có giải về nha. Nó là mầm gốc của cái giò này ạ. Nó là mầm gốc của cái giò này. Vì nó giò này nó dày quá này em tách vợi ra để trồng ấy. Đằng sau em á, đằng sau em thì hình như là có ai đó chốt rồi hay sao ấy, để hỏi coi. Hình như có khách chốt rồi hay sao ấy ạ. Chung với dề ba thân nãy đấy anh Phương Nguyên. Nó chính là chung với dề ba thân nãy ấy, nó chung với dề ba thân nãy ấy. Cái này là mầm gốc em tách ra này. Đơn hai thân về ghép. Đơn hai thân hả anh? Để em kiếm cho anh một thân nữa nhá. Đây.
hai thân 400k đây anh Sơn Lê ơi. Hai thân 400k đây ạ. Anh ok chốt hai thân này 400k cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Em lại không còn key nhỏ của hàng đó nữa rồi anh ạ. Nù mỡ. Vâng, nù mỡ. Đây anh Sơn Lê ơi, hai key này anh ok không? Chốt 900k gộp đơn đi em. Rồi, ok, em chốt 900k luôn cho anh nhé. Vâng, chào anh Cương Đô. Đây, thân này em chốt 200k. Thân này em chốt 200k này. Em đang live ở Tân Tây Đô. Dạ không anh ơi, em đang ở ngoài vườn cơ anh ạ. Béo. Anh thông cảm nhá, em không được mẫu cho lắm. Anh Trần Thế Nghị nhá, nên là anh nhìn lam thôi. Đây, cây này ạ. Cây này cũng 200k luôn. Cây này 200k này. Cái giò đằng sau này thì hình như có ai đó chốt rồi ấy. Cái giò này là cái giò nồi khủng khiếp. Cái này nó là giò phi ba lăng luôn ấy. Giò nồi khủng khiếp này. Đây. Giò này hình như là giá mắc mắc của ai đó chốt rồi sao á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây mọi người này. Này so với ngón tay em thì ngón tay em chưa là gì. Anh Trần Duy Thắng ơi, nếu có vườn lớn thì bên Gia Lâm, còn vườn nhỏ thì ở ngay gần Tân Tây Đô thôi anh nhá. Vườn treo thì ở gần Tân Tây Đô thôi ạ, còn vườn lớn thì bên Gia Lâm cơ. Đây, thân này 200k này. Chưa mặt hoa đâu anh, Messenger thông báo ơi, hoa này toàn hoa sổ số thôi anh. Bạn ăn gì đấy em? Anh ơi, Phi Điệp Hòa Bình anh nhá. Phi Điệp Hòa Bình anh nhá. Toàn Phi Điệp Hòa Bình, hôm nay em toàn Phi Điệp Hòa Bình thôi. Đây. Ồ anh ở CT1B à? Em ở CT1A đấy. Anh có chơi Phi Điệp thì ủng hộ cho em này. Đây em có cái thân này cũng khá là đẹp. Thân lá xếp này. Thân này em bán 400k. Em không nhớ nữa, hình như bán 12 triệu hay sao ấy anh Trần Thế Nghị ạ. Bán rồi anh. Bán rồi hay sao ấy. Để tí em hỏi nhà em xem là đã bán chưa. Anh Kiều Vững ơi, giò đó 12 triệu anh nhá. Em chào anh Phan Thanh Xuân. Đây. Cây này em chốt 400k này. Năm cánh trắng hả anh? Em năm cánh trắng em chỉ có ki thôi anh ạ. Em chỉ có ki thôi. Năm cánh trắng em chỉ có ki thôi. Bây giờ em đang có hàng sổ số thôi anh nhé. Bán rất là rẻ luôn. Đây, thân dài nù dài to đùng cái này. Một, hai. Thân này 60 cm này. Ôi dồi ôi. Ok anh, thế vậy để mai em chụp ảnh cho anh nhé. Thân này em bán 250k. Quá rẻ luôn, 60 cm 250k này. Mọi người mua một cái key người ta cũng bán 150 rồi. Thân này em bán 250k, ai chốt cho em này. Phi Điệp Hòa Bình ạ. Anh muốn con người sẽ... Ok anh, thế mai anh gọi điện nhé. Cây này em chốt 250k. Mọi người đâu hết rồi ấy nhở. Dê để dưới đất em bán rồi anh nhá, 12 triệu anh ạ. Em chỉ có 5 cánh trắng Phú Thọ thôi. Ok, 200k cho anh Nguyễn Văn Hải nhé.
Em bán giá siêu rẻ luôn. Dạ cái này chưa mặt hoa đâu anh ạ. Cái này chưa mặt hoa đâu ạ. Đây em chốt cho anh. Ủa nhưng mà cái này xanh sạch. Đây anh Sơn Lê ơi, hai thân 400k của anh đây, hai thân 400k của anh đây, anh Sơn Lê, anh Nguyên ơi em đây anh, em chào chị Ngô Thị Bích Liên nhá. Anh Sơn Lê cho em xin số điện thoại địa chỉ với, cho em xin lại số điện thoại địa chỉ. Đây cây này xanh sạch kẻ chỉ luôn này mọi người này. Cây này xanh sạch kẻ chỉ nhá. Em bán ki 2 đến 3 triệu một ki tùy ki to bé nhá. Đó, thân này xanh sạch này. Xanh sạch kẻ chỉ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó. Em chốt cây này 300k ạ. Chốt không mặt hoa đâu mà nhau cho. Là cái gì? Anh chốt cái gì ạ? Cái này 300k, cây này, cây xanh sạch kẻ chỉ này 300k nhá. Anh Sơn Lê ơi, anh cho em xin lại số điện thoại địa chỉ với. Hai cây 400k của anh đây. Có anh Thành ở đó không em? Dạ có anh Phương Nguyên ơi. Anh ở đây nè. Anh Sơn Lê đã chốt cây của em bao giờ chưa nhở? Em chưa nhớ số địa chỉ. Chốt 200k. Cây này xanh sạch mà anh, em chốt 300k nhá. Cây này em không chốt 200k được đâu. Cây này đẹp mà, cây này cho hoa đẹp đấy anh. Ok anh Nguyễn Văn Hải nhá. 200k thì em sẽ chốt cho anh cây này. Anh Sơn Lê ơi, anh Sơn Lê cho em số điện thoại địa chỉ đi. Một thân bị hỏng. Anh Nguyên Trần ơi, hình như em có nhìn thấy cái tin nhắn của anh ấy, nhưng mà Facebook của em mấy hôm nay nó bị lỗi, không có, nó không cho vào tin nhắn. Nó không cho vào tin nhắn, nó kêu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì gì ấy, nên em chưa xem được. Chút nữa em xem nhá. Anh Hải Anh chốt 250. Ok, em chốt cho anh Hải Anh 250k nhá. Quá rẻ luôn. Anh Hải Anh 250k. Em đổi cho anh thân dài. Anh ơi em lại bán cho anh ấy cái thân ấy rồi. Em đổi cho anh một thân dài khác nhá. Thân này ok không anh? Mọi người đang xem bóng đá hả? Bóng đá có chương trình gì đấy ạ? Đây. Một thân dài hơn này. 52 cây này, 500k này. Anh thích xanh sạch thì em sẽ tặng thêm anh một mầm nữa này. Đây. Anh thích xanh sạch thì em sẽ tặng cho anh thêm một ki nữa nhá. Chợ khoe bán chưa? Hình như có anh nào đặt rồi sao em không biết, anh ấy có lấy không, để em hỏi lại anh ấy đã nhá. Em hỏi lại anh ấy đã. Đây. Tặng anh một ki này, hai đơn này là 500k luôn. Quá rẻ. Hàng chưa mặt hoa đâu nha. Anh Sơn Lê ơi, anh có ok đơn này này. Hai cây này 400k này. À hai cây này 500k này. Anh thích xanh sạch thì tặng thêm anh một ki nữa này. Là bao nhiêu nhỉ? 500k đơn này nhá. Anh ok cho em số điện thoại địa chỉ luôn. Chậu khoe đấy thì hơi to tiền tí. Đây,
Tiếp tục một thân này lá xếp 200k nữa này. Ai lấy thân này lá xếp 200k? Đây anh. Cây đây anh. Cây rất là đẹp và giá rất là hữu nghị rồi. Nên anh không cần phải lăn tăn đâu ạ. Bình thường anh mua một cái kia người ta cũng đã bán cho anh 150k. Mà em bán cái cây này 200k. Tức là mà cái cây này nó rất là 50 cent thì anh biết là em bán giá nó hữu nghị như thế nào rồi đúng không? Đó. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Anh Nguyên ơi, em biết rồi. Cái Facebook của em. Chị ơi anh Tiến ơi, anh mua được ở đâu thì anh mua hộ em nhá. Em bán giá rất tốt rồi. Đây, đơn này của 500k của anh Sơn Lê này. Tiếp tục em lên tiếp một đơn nữa này. Hai cây này cũng 400k này. Hai cây này cũng 400k. Thích xanh sạch thì em cũng tặng một kỳ. Anh sẽ gửi địa chỉ qua Messenger. Ok anh nhá. Anh gửi luôn cho em với. Anh Sơn Lê đơn 500k này. Em chào anh Tống Ngọc Thanh nhá. Không trả lời chị à em. Ô, chị Nhung ơi, chị hỏi em gì đấy chị? Em chưa có thấy chị. Em chưa có thấy chị ấy. Vâng anh ơi, thân ngọn hết rồi anh nhá. Sắp phải ngắm hoa rồi đấy. Có, cũng có giò, cũng có thân chưa thắt ngọn. Hai thân này thì thắt ngọn hết rồi. Chị Nhung ơi, chị Nhung hỏi em gì đấy? Cho chị xem kỳ năm cánh trắng của tụi. Chị ơi, kỳ năm cánh trắng thì em không có để ở vườn này rồi. Hôm sau em like sau nhé. Hoặc là mai em sẽ chụp ảnh cho chị. Đây. Hai cây này 400k. Tặng thêm một kỳ xanh sạch này. Hai cây 400k tặng thêm một kỳ xanh sạch. Mọi người đâu hết rồi. Bao nhiêu người xem mà không thấy ai nói gì. Em chào anh Sơn, Tuyết Sơn Sơn nhé, hai cây 400k này. Đây có một cây dài, có một cây lá xếp dài, sắp được ngắm hoa luôn. Không mua hàng có được tặng quà không cô giáo? Anh Vi Anh ơi, hàng này hàng Hòa Bình anh nhá. Em ở Hà Nội có bệt không em? Dạ, em không có bệt ạ, bệt em đã bán hết mất rồi. Bây giờ chỉ còn hàng thân lá thôi, hoa thì chắc là phải chờ sổ mua tới thì mới biết là có bệt hay không. 1, 2, 3, 1. Cây này 80 cm rồi nha mọi người, gần 80 cm rồi ạ. Lá xếp thân tím này. Đấy. Cây này 400k. Em chào chị Chu Thị Nguyệt Thủy, cây này 400k. Vâng anh Sơn Lê ơi, anh cứ nhắn đi, em nhìn thấy anh rồi nhá. Ba trăm k ok em. Cái gì 300k hả anh? Có một giò khủng này, có một giò khủng, thân khủng, thân lá xếp khủng đây, nguyên giò luôn nha chị. Đây. Thân nù lá xếp đây cho chị xem này. Thân nù đốt ngắn lá xếp đây. Chốt cái nào 300k đấy hả? Anh Lực ơi, anh Vững ơi. Chốt cái nào 300k đấy. Thân rất là nù nhá. Chậu mấy thân nhỉ? Đây, nù ngang ngón tay em luôn ạ. Cái này tầm sắp lên được phi 21 rồi. Thắt ngọn là sẽ lên được phi 21 nha. Đây, ngọn vẫn đang đi rất đẹp ạ. Thân xanh nhé, thân xanh. Đây, mọi người nhìn đi. Đây, giò này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 mầm. Giò này 1,9 triệu nhá. Giò nù này 1,9 triệu. Đấy, nguyên giò thân nù luôn. Chị Tuyết Nhung ở đây có giò này. Cái này thì sẽ hoa năm nay nhá. Cái này đang xuống, thân này đang xuống lá. Thân này đang xuống lá sẽ hoa năm nay nhá. Vàng hết rồi. Giò này 1,9 triệu ạ. Giò này 1,9 triệu nhá.
Đây mọi người nhìn thân này. Chốt 1,9 triệu anh cu ly. Anh cu ly ở đâu? Anh cho em số điện thoại địa chỉ đi. Chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em với. Giò này rất là đẹp mọi người nhìn thân này. Cái này là sẽ lên được phi 21 này ạ. Chốt thân dài 300k. Rồi ok anh Trần Thế Nghị nhá. Anh ơi, anh Lực chốt cho em số điện thoại địa chỉ với. Em chốt thân này 300k cho anh Trần Thế Nghị này. Hà Nội. Chốt kèm số điện thoại cho em ạ. Anh Cu Lì. Ok anh Cu Lì nhá. Anh Cu Lì ở chỗ nào Hà Nội? Anh Cu Lì ơi, anh ở Hà Nội thì mai em ship cho anh luôn nhé. Đây này, thân này là năm nay anh sẽ ngắm hoa này. Bây giờ mùa tới thì anh sẽ ngắm hoa này. Còn thân này thì nó vẫn đang đi ngọn nhá. Rất là nù luôn. Nù lắm. Nù lá xếp luôn. Đây này là chốt cho anh Đinh. Cái gì Thế Lị Nghị ấy nhỉ? Trần Thế Nghị. Trần Thế Nghị 300k. Anh Trần Thế Nghị ơi, anh cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Anh ở chỗ nào Hà Nội nhờ anh? Anh Nguyên Trần ơi, chắc là em sẽ gửi thân khác cho anh nhá. Tí nữa em sẽ vào em xem tin nhắn. Tại vì mấy hôm nay Facebook của em nó bị lỗi này. Không comment được, không có làm gì được cả. Nó cứ báo là em bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì ấy. Em chả biết là em đã làm gì đâu. Đây, mấy hôm nay cái Facebook của em nó bị lỗi như này này. Comment không comment được luôn. Ok anh ở Mỹ Đình. Ok anh nhá, vậy mai em sẽ mang cho anh ạ. Số 7 là anh Cu Lì. Em chốt 1,9 triệu này. Ok anh nha. Đẹp lắm rồi này, đẹp lắm anh. Bốn mầm đẹp luôn. Anh ở gần sân vận động Mỹ Đình hay là ở gần bến xe Mỹ Đình? Ok anh Nghị nhá. Đơn của anh Nghị 300k này. Đây anh chụp đi anh. Anh chụp đi. Anh Lực ơi, anh Lực nhưng mà anh chốt sau anh Cu Lì rồi. Anh chốt sao anh Cu Lì rồi còn đâu. Ok chưa anh Nghị. Anh yên tâm đi. Cây có vấn đề gì thì em sẽ chịu trách nhiệm 100% luôn. Ghim số các kiểu. Mọi người cứ yên tâm nha. Anh Lực ơi, anh Lực chốt thân khác thì em sẽ để cho anh Lực nhá. Cái cây đấy thì anh Cu Lì anh ấy lại chốt trước rồi. Sorry mọi người vì mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn nhá, Facebook bị lỗi ạ. Chào anh Hoàng Trương, chào anh Phương Nguyễn. Ok anh, em cảm ơn anh nhá. Đâu, anh Cu Lì chốt trước. Anh Cu Lì anh ấy chốt trước mà. Vâng, xin chào. Để em gọi điện cho anh Cu Lì luôn. 0987 824 988. Mọi người chờ em tí nhá. 0987 824.
Sao em lại không thấy anh cu lì chốt trước ấy chứ, mà anh Lực chốt trước đâu nhỉ? Để em gọi điện cho anh cu lì coi nào. Không, 987 824 988. Anh cu lì ơi, anh còn ở đấy không? Chào anh Vũ. Đây em còn một dề thân to nữa này. Anh Lực ơi em còn. Ủa sao lại không thấy anh nghe máy thế này? Anh cu lì anh còn ở đấy không? 0987 824 988. Anh Lực ơi, anh chờ em gọi cho anh cu lì xem nhá. Vâng, chào anh. Đây em có một dề thân rất là to nữa này. Người dùng bận. Người dùng bận. Thôi cứ bán tiếp xong rồi giải quyết vậy. Anh Lực ơi, tí nữa em sẽ nhắn tin với anh nhé. Xem anh cu lì kia anh ấy chốt. Đây cây này em chốt 200k này. Cây lá xếp này em chốt 200k. Lại bị cấm comment. Đã tin rồi. Không, bây giờ nó cho comment rồi. Cầm thủ Facebook. Đây cây này em chốt 200k nhá. Đâu chị có chia sẻ nữa đâu. Là thân là lá bị sâu ăn á. Là sao hả anh Sơn Lê, em chưa hiểu lắm. Anh Tiến Việt ơi, Phi Điệp Hòa Bình anh nhá, Phi Điệp Hòa Bình anh ạ. Lá bị sâu ăn á, em có thấy lá nào bị sâu ăn không? Ôi anh ơi, cái này nó thắt ngọn rồi thì một cái lá nó giải quyết vấn đề gì đâu anh. Em không có thân nào đẹp hơn thân này nữa đâu. Nó sẽ xuống lá thôi mà, nó thắt ngọn rồi anh Sơn Lê ơi. Nó thắt ngọn rồi thì lá này nó sẽ rụng chứ nó có mãi mãi cái lá này đâu. À, nếu mà anh thích thì em sẽ đổi sang thân này cho anh được không? Còn cái thân bị sâu này thì nó có vấn đề gì đâu anh, nó sẽ rụng sớm thôi. Anh Quang Vinh ơi, 200k nhá, 200k anh nhá. Thân này anh có thích thì em đổi thân này nhá anh Sơn Lê, còn cái lá đấy thì nó sẽ lại rụng thôi ạ. Anh Nguyên ơi, để em gửi thân khác cho anh nhé.
đây em có một thân nù xanh sạch nữa này. Đây em một thân rất đẹp này. Mọi người đi đâu hết rồi? Em chào anh quý bá fan nha. Đây. Thân này cực kỳ đẹp luôn. Mầm gốc đấy ạ. 1 2 3 4 80 sen rồi nha. 80 sen rồi, thân này xanh sạch ạ. Cổ lá không có ngấn luôn. Đây, cho mọi người nhìn này. Chào anh sa mạc quê tôi. Đây mọi người nhìn thân chưa? Đó, mọi nhìn thân xanh chưa? Đấy. Em bán tìm cho anh hai thân 400. Anh ơi đây ạ, hai thân 400 đây anh nhé. Hai thân 400k đây anh nhé. Hai thân 400k tặng thêm luôn hai cái kỳ nữa luôn này. Tặng thêm hai cái kỳ nữa luôn này. Cây xanh sạch này em chốt 500k, cây xanh sạch dài 80 cm này em chốt 500k nhá. 500k cho cây này. Anh Nguyễn Viết Lộc ơi, đây đơn này là 400k đấy ạ. 400k. Anh Vững ơi, em chịu thôi anh ơi, anh trả giá thế em có lời lãi bao nhiêu đâu mà anh trả sâu thế, làm sao em bán được anh? Rồi ok anh nhá. Đây anh chụp hình đi ạ. Anh chụp hình như này, anh sơn lên này. Cái này của anh là về nó sẽ cho hoa, nó thắt ngọn rồi nó sẽ cho hoa luôn. Cho nên là một cái lá sâu nó chả ảnh hưởng gì đâu anh ạ. Anh Nguyễn Khắc Hồng ơi, cái này là Hòa Bình anh nhá, hàng Hòa Bình anh nhá. Đó, ok chưa anh? Hai cây 400k đây anh Lộc. Anh Lộc ok đơn này 400k không? Đây một cây này, hai cây này, hai cây này 400k. Đây em cho anh xem, anh Hồng xem lại này. Thân xanh sạch luôn. Đó. Kẻ chỉ luôn nha. Củ ngà không, củ lá không ngấn luôn. Đó. Dạ vâng anh Sơn Lê nhá. Ok anh Nguyễn Viết Lộc. Chốt hai cây này 400k cho anh Nguyễn Viết Lộc này. Anh Lộc cho em địa chỉ nữa anh Lộc ơi. Nguyễn Viết Lộc 400k. Có ki nhỏ anh, hôm nay em lại không bán ki rồi anh ạ. Hôm sau nhá. Hôm sau em bán ki anh nhá. Anh Khánh Gia ơi, hôm nay em chỉ có cây Hòa Bình thôi. Có cây xanh sạch Hòa Bình như này, đẹp lắm anh ạ. Số 9. Linh Trần ơi, tớ gửi rồi nha. Tớ gửi rồi nha Linh Trần. Thank you Linh Trần, cây đẹp không? Em chào anh Hồ Ngọc Toàn ạ. Bây giờ các bạn trẻ chơi lan nhiều thật đấy. Số 9. Xong rồi. Tặng luôn anh hai cái key nhỏ này nhá. Key em ngại bán, key to thì mới bán. Em chào anh Hồ Ngọc Toàn ạ. Đây anh Khánh Gia ơi, có cái thân này xanh sạch này. Hòa Bình xanh sạch này anh ạ. Đây em cho anh xem nhá. 500k cho cái thân dài 80 cm này. Đây anh. Đẹp luôn. Anh nhìn chưa ạ? Xanh kẻ chỉ luôn nhá. Đấy, xem từ đầu đến chân luôn. Đó, 500k. Ủa, Tân Lộc ra sợ Hà Nội hả? Ok anh nhá. Khách quen mà em, vâng. Hôm nay em biết rồi, anh Vy Anh ơi, em nhớ anh mà. Nhưng mà hôm nay em lại không có... Không có ki, hôm sau em bán ki nhá. Anh Khánh Gia chốt cây này 500k đi anh, 80 cm rồi anh ạ. 80 cm rồi.
1, 2, 3, 4. Ôi giời, chắc là phải đến gần mép rồi đấy chứ, 80 gì. 2, 3, 4. 4 ngang tay rưỡi anh nhá. Ok em chốt anh Khánh ra cây này 500k này. Anh Tống Ngọc Thanh ơi, anh chốt rau rồi. Số 10 anh Khánh ra 500k. Giá quá đẹp luôn. Không đơn chụp hình cho anh ok mà. Ok anh nhá. Anh chốt 500k. Anh Hồ Ngọc Toàn ơi, em chốt cho anh Khánh ra mất rồi. Anh ấy hỏi trước anh ạ. Anh thông cảm nhá, anh chốt cây sau anh nhá. Đây này, em sắp lên một cây siêu khủng siêu phẩm đây này. Em sắp lên một cây siêu khủng siêu phẩm, siêu khủng siêu phẩm đây, mọi người dành tiền một chút này. Đây. Hai cây rất là đẹp luôn. Đây. Hai cây này dài 1 mét rồi nha mọi người. Siêu phẩm lá nhâm ạ. 1 2 3 4, một thân gần 80. 1 2 3 4, hai thân 80 siêu phẩm lá nhâm nha mọi người. Mọi người thấy không ạ? Ai nhắn tin cho em này. Tại anh kỹ ra bố đi. Em hết rồi anh ơi, có ha, có cái thân này, có cái thân nùn, cái thân lộc bắc này anh có. Ok thì em đặt anh về anh kích nhá, em ngại kích quá. Đây, hai cây lá nhân này. Em chốt hai cây này là 850k này. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Siêu phẩm lá nhâm luôn. Ok anh, em bỏ luôn vào đây nhá. Em ngại kích lắm. Nhiều cây quá. Đó, hai cây lá nhâm này em chốt 850k. Ô em tặng rồi anh Vi Anh ơi. Em tặng rồi. Đây còn khúc nữa đây. Còn khúc nữa. Chốt thân cái kia lộc anh thường anh Toàn ơi, em tặng rồi anh ạ. Em tặng mất rồi anh ơi. Đây hai cây lá nhang này 850k này, dài đến tận gần mét rồi á. 850k cho hai cây này. À, mọi người chốt cho em này. Đây còn cây này nữa. Cây này là siêu to siêu nù nhá. Cây này siêu to siêu nù. Đây mọi người nhìn này. Đó. Nhưng mà ở cái chỗ này lá nó hơi bị xấu. Chỗ này lá nó hơi bị xấu. Cho nên là em sẽ bán rẻ cho mọi người. Đây mọi người nhìn thấy chưa? So với hẳn ngón tay cái luôn nhá. Một thân một mầm này. Mọi người nhìn cái thân mẹ của nó. Cái thân mẹ gốc của nó to như này đây. Đó. Cái mặt tiết diện của cái thân mẹ gốc nó to như này. Đó. Hai cây này. Một cây 30 sen, hai cây này em chốt 550k nhá. Hai cây to lù này em chốt 550k này. Đây mọi người nhìn so với cả ngón tay cái luôn đấy. 550k cho hai cây này. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này thì không được 100% xanh sạch đâu ạ. Cây này cứ khảo cô giá lại hết lương. Khổ ghê vậy đó. Em cảm ơn anh đã ủng hộ nha. Đây, anh em không còn thân nào lộng bắc đâu anh ơi, em chỉ còn mấy cái này thôi. Anh ơi cái này là nù Hòa Bình thôi anh nhá, cái này là nù Hòa Bình thôi ạ, thân rất là nù, thân đẹp, thân đẹp mà cái đoạn lá này chắc là nó bị con gì nó đốt ấy. Đây một thân một mầm này cũng được 30 sen rồi, giờ này em chốt 550k này, quá rẻ luôn, 550k cho giờ này nhá, đó, mọi người nhìn thấy không ạ, rất là đẹp luôn. 550k. Chị chào Chiến nhá. Đây còn một cái đoạn này để về kích kỳ thôi anh. Anh chốt cái này đi, anh chốt cái này đi em tặng luôn này. Có bán cây không? Có. Cho anh cây mít á. Ngày em có bán cây mít đâu anh.
Em chỉ bán cây lan thôi, có bán cây mít đâu. Lá mít hả? Lá mít thì không bán cho anh đây, hai cây này 850 này. Chốt 500. Rồi, ok, chốt 500 luôn. Anh thấy thiên hạ này có ai bán rẻ như em không? Quá rẻ. Rồi ok anh. Rồi. Em chào anh Hứa. Đây. Có, vẫn còn anh ơi. Không mấy đoạn đây, em tặng mọi người luôn, em chả thích kỷ nó lười lắm. Đây, em tặng mỗi người một đoạn nhé. Đây. Đây. Tặng mỗi người một đoạn, có 3 đoạn, tặng mỗi người một đoạn là tặng hết rồi. Anh Hồ Ngọc Toàn này, ok anh nhá, anh cho em số điện thoại địa chỉ đi. Bao nhiêu vậy á? Em chốt 500k rồi anh. Em chốt 500k rồi nha anh Giai ơi. Em chào anh Gieo Man Sơn Mepo cái gì gì tên anh em nước ngoài thế. Em chào anh Thái Trần. Em chào anh Thái Trần. Đây. Vâng, ok anh Toàn nhá, anh yên tâm ạ. Anh ơi, anh cho em xin cả địa chỉ nữa nhé. Em chào anh Đình Lâm Ô Tô. Đây, tiếp tục có hai thân lá nhâm này nữa để bán rẻ cho mọi người luôn. Cái gì ồn thế nhỉ? À, giò dưới đất á. Giò dưới đất nó là một giò siêu phẩm nha mọi người. Đây. Cái này là nó tầm phi 35 rồi mọi người nhá. Cái này nó tầm phi 35 rồi. To khủng khiếp lắm mọi người ạ. Nù dù gì to khủng khiếp. Đây. Đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đơn nhỏ hơn hả anh? Đơn nhỏ hơn thì em chưa tìm thấy. Hôm nay toàn đơn to anh ạ. Đây chậu này là chậu này đây. Chậu này thì hình như là có một anh ấy chốt 12 triệu rồi anh ạ. Anh ấy chốt 12 triệu chậu này rồi. Đây cái này nó là siêu phẩm luôn rồi ạ. Anh ơi thân nù phi 35 nhá, siêu phẩm luôn đấy ạ. 7 mầm. Nguyên giò 7 mầm ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mầm. 7 mầm với ở dưới đây. Ở dưới gốc mới đang lên một mầm nữa là 8. Một mầm dưới gốc là 8. Đây bên đây đang lên một mầm nhỏ nữa, tổng cộng 9 mầm. 9 mầm cả to cả nhỏ. Nù phi 35. Đây cho mọi người xem thôi, nhưng mà như thân này là có người chốt rồi đấy. Giò này có người chốt rồi, 12 em bán 12 triệu rồi ạ. Siêu đẹp luôn, đẹp lắm. Mọi người phải nhìn ở ngoài cơ mới thấy nó dã man. Này ngón tay của em đưa vào đây này. To khoảng gấp 3 ngón tay luôn nhá. Đó. Để mai em hỏi lại anh ấy xem anh ấy có chốt không. Nếu mà anh ấy không chốt thì tối mai em sẽ bán cho mọi người. Đây, còn một cái thân này nữa. Còn một cái thân này nữa. Hai cái thân lá. Hai cái thân lá nhân này. Dạ vâng anh Sơn Lê, anh yên tâm nhé. Hai thân này em chốt. Sao vậy em? Em đây anh Thái Trần ơi, mấy hôm nay không bán được hàng bởi vì là Facebook bị khóa. Ô anh Thái Trần ơi, em gửi rồi mà. Anh chưa nhận được à? Để em xem lại đơn hàng nhé. Sao giờ chưa nhận được là thế nào? Anh ơi,
Cái này nó đang có bị lỗi, cái app Viettel Post nó đang bị lỗi. Tí nữa em kia kiểm tra xong rồi em nhắn lại cho anh nha anh Thái Trần. Sao bây giờ vẫn chưa nhận được là sao ta? Chết rồi. Còn một dề lá nhăn hai thân nữa này. Còn một dề lá nhăn hai thân cho ai thích. Đó. Quá 5 ngày trời. Chắc là trục trặc gì rồi anh Thái Trần ơi. Để tí nữa em kiểm tra xong em nhắn lại cho anh nhé. Anh Nguyễn Quỳnh ơi, hai thân này em chốt 850k anh nhé. Hai thân này chốt 850k lá nhăn luôn đấy ạ. 1, 2, 3, 4 gần 80 cm, hai thân đều dài gần 80 cm rồi nhá. 850k. Anh Nguyễn Quỳnh chốt hai dề, hai thân lá nhăn này đi. Anh Phương ơi, em tưởng anh đi ngủ rồi. Em chào anh Việt Bùi Mạnh nhá. Đây. Đó. Hai thân này em chốt 850k, mọi người chốt nốt cho em này. Em chào anh Việt. Anh Việt ơi, em có hai cây lá nhăn, anh Việt có chốt luôn này. Em đang chốt rẻ ơi là rẻ này. Hai cây này 850k này. Anh Việt chốt nốt này, đăng lên mầm gốc luôn nữa rồi ấy. Mọi người ơi, đăng lên thêm mầm gốc này này. Mọi người thấy không ạ? Chỉ nhẹ nhẹ không nó thui. Đấy, đăng lên thêm mầm gốc nữa rồi. Khổ ghê anh Thái Trần ơi, không biết nó sao nữa mà đi lâu thế. Em chào anh Nguyễn Tấn Anh nhá. Đây, dề này em chốt 850k này. Đăng lên vòng gốc rồi. Lá nhăn luôn. Mọi người nhìn này. Lá nhăn cực kỳ đẹp. Đây ạ. 850k cho dề này nhá. Anh Tuấn Anh ơi, anh Tuấn Anh ủng hộ em dề này đi. Mãi mà chưa thấy ai chốt cho em. Không xanh sạch không à, có xanh nhưng mà không sạch. Hello anh Ngọc Anh nha. Em hỏi anh Tùng đi, em có thấy anh Tùng đâu đâu. Anh Phan Ngọc Đức ơi, anh Phan Ngọc Đức, cái này là vi điểm hòa bình anh Phan Ngọc Đức nhá. Cây này là cây hòa bình anh nhá, cây hòa bình lá nhăn ạ. Anh Thanh Tùng Bùi ơi, đang bán rẻ đây, 850k hai thân to đùng mới đây. Đây. Anh Nhật Nam ơi, cây này là cây hòa bình anh nhá. Cây lá nhăn đấy ạ. Cây cực đẹp luôn, cho hoa luôn mùa này đấy mọi người. Mọi người nhìn thấy lá nhăn không ạ? Thì đẹp luôn. 850k cho hai cây này. Nếu anh chốt giá sao? Anh chốt à? Không à, thì em nếu mà anh chốt thì em sẽ trừ đi cái cây hôm trước là bao nhiêu tiền nhở anh Nguyên Trần nhở? Em trừ luôn cái cây hôm trước, cái cây mà bị lỗi một thân đấy. Cái cây bị lỗi một thân hôm trước là bao nhiêu? Đây anh Thanh Tùng Bùi ơi, có giỏ này này để em hỏi anh Hải Đồng xem anh Hải Đồng xem. Ôi anh Nhật Nam ơi, hòa bình thì không phải hoa xuân đâu. Hòa bình nó phải hoa tầm tháng tháng 5, tháng 6. Hoa sớm thì phải cũng phải tầm tháng 5, tháng 6. Hòa bình không hoa xuân đâu anh ơi. Sao giống vùng Phù Luông Thanh Hóa. Anh ơi em thì không có sưu tầm hàng Phù Luông Thanh Hóa đâu anh ạ. Đây anh xem lại thân của em với. Phù Luông Thanh Hóa thân nó đen hơn nhiều. Thân nó không xanh thế này đâu anh hàng. Phù Luông Thanh Hóa thân nó xám lắm. Anh Nguyên ơi, hôm trước là cái thân kia nó bao nhiêu tiền đấy nhở? Thì bây giờ em sẽ trừ đi luôn nhá anh Nguyên nhá. Nếu mà anh Nguyên chốt cái gì đấy. Em chào anh Vân Đặng. Hello. 1.150.000 hai thân. Thế á, 1.150 chia 2 bằng 57 đồng. Ôi giời. Nếu mà anh chốt thì hai cây này sẽ là
400 nhá anh Nguyên nhá. Bù cây hôm trước luôn. Ôi giời, rồi. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên mà chốt thì sẽ là 400. Ok chưa anh Nguyên? Anh Tuấn mua đi. Đây, anh gì nhỉ? Anh Thanh Tùng mua giò khủng đi, anh Thanh Tùng ơi. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên ok không? Chết, từ từ đã, em phải hỏi xem anh Hải Đồng anh ấy có lấy không đã. Đây có cái giò này khủng lắm, khủng khiếp lắm, khủng long lắm. Đây em khoe với mọi người thôi, có anh Hải Đồng anh ấy chốt rồi. Nhưng mà để em hỏi lại anh ấy cái đã. Đây này mọi người này. Dã man nù luôn. Ok anh. Ok anh nhá, em chốt 400 luôn. Bác Thanh Tùng thích đột biến. Ok, để em lấy hàng đột biến và bán cho bác Thanh Tùng nhá. Đây, hàng đột biến, có hàng đột biến đẹp luôn. Để em lấy và em bán cho anh Thanh Tùng này. Giò này mắc lắm đấy anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, phi 35 rồi đó. 8 mầm. 8 mầm phi 35 với cả một mầm gốc nữa là tổng cộng là 9. Vừa em chốt là 12 triệu với khách rồi á, mà chưa biết lúc anh ấy bảo chốt mà em là mải like em chưa hỏi lại là chốt chuẩn chưa. Anh ok không? 12 triệu anh Tuấn Anh ơi, đại gia Tuấn Anh ơi, chốt đi. Chốt cho em đi. Thì lại bác ra khoe. Có cây đẹp để khoe cho mọi người chứ. Đây, anh thích đột biến đúng không? Để em đi lấy đột biến và em bán cho anh nhá. Đây rồi, em trở lại đây rồi. Em đừng nghĩ tiền với anh Tùng. Vâng. Gửi xe nha, vì em muốn gửi qua cho gái. Ok anh nhá, trưa mai em gửi xe cho. Trưa mai em gửi xe cho anh nhá. Đây anh ơi, cây biên tím anh ạ. 3 cây biên tím anh nhá. 3 kỳ biên tím ạ. Đây anh thấy không ạ? Đó. Cái này là lá biên rừng luôn nhá. Để em cho anh xem cái thân mẹ của nó. Đâu rồi nhỉ? Để cho anh coi cái thân mẹ của nó. Đây anh nhá. Đấy. Ba ki biên tím này, biên cả đằng sau luôn này. Bên ngoài thì nhìn sẽ thấy. Đó. Còn cái này thì là biên trắng thôi ạ. Đó. Ba ki đột biến. Để em lấy cái thân mẹ của nó. Cái này không phải là ki biên công nghiệp đâu nhá. Cái thân mẹ của nó đây này. Để em hỏi anh Thành xem nó ở đâu. Anh Thành ơi, cái thân mẹ của cái ki này là nó ở đâu nhỉ? Trong Zalo. Anh gửi cho em rồi đó. Nó lại ở trong Zalo của cái mẹ. Chưa hoa đâu anh ơi. Vợ anh Tùng đi Đài Loan rồi. Anh ấy chỉ có thú vui chơi lan thôi á. Anh ơi, đây có một cái khúc hai kỳ biên này đây. Đây.
một ki to một ki nhỏ này, một ki chưa hoa, chưa hoa anh Huân Đặng ơi, để em tìm cho anh xem cái thân mẹ của nó mà nó lại ở cái Zalo này. Hai ki này là cùng một thân luôn nha anh nhá, hai ki này cùng một thân thì em sẽ bán là bao tiền nhỉ? Chưa biết bán bao tiền luôn. Hai ki biên tím này em sẽ bán với giá là 9 triệu. 9 triệu hai ki biên tím này nha anh Tùng. Còn ki biên trắng này thì em sẽ bán 3 triệu ạ. Còn ki biên trắng này em sẽ bán 3 triệu. Đẹp anh, em đang có tìm lại đây. Đợi tí em tìm lại. Còn nếu anh lấy một ki to này thì em sẽ bán 5 triệu nhá anh nhá, anh Tùng nhá. Còn nếu anh lấy một ki to này thì em sẽ bán 5 triệu ạ. 5 triệu cho cái ki to nhất này. Em sẽ cắt cho anh, cắt ra cho anh. Đây để em tìm lại cái thân mẹ của nó. Hơi bị hiếm luôn. Tôi mất tiêu, mất tăm, mất dạng rồi. Xuân ơi, gọi cho vợ anh ở Đài Loan gửi tiền về. Đại gia mà lo gì anh? Em tìm mãi chưa ra đây. Bao giờ anh mới có tiền mua? Anh Tùng ơi, anh Tùng chốt ki to này đi. 5 triệu ki to này anh nhá. Rồi, biên tím luôn đấy ạ. Em tìm cái thân mẹ của nó mà chưa ra, không nhớ rồi đó. À, hình như gửi cho anh Trang. Gửi cho anh Trang cái thân mẹ. Đây, em đã biết là nó ở đâu rồi. Chào anh Hắc Bá Luyện, chào anh Khánh Hà, chào tất cả mọi người. Đâu ấy nhở, nó đâu, chờ em tí nha. Có hoa chưa? Anh Khái Lê ơi, anh Khái Lê ơi, chưa hoa đâu anh ạ. Thân mẹ nó chưa hoa đâu, em chưa tìm ra cái thân mẹ của nó. Vâng, em chào anh Khánh Hà. Anh Tùng ơi, anh Tùng chốt ki nào? Chốt đi anh. Hàng hiếm có, khó tìm. Anh có tiền, đến hôm sau anh có tiền mà anh hỏi em là em cũng không có nữa đâu nhá. Em chào anh Nguyễn Thắng, em chào anh Đặng Hương Hải. Anh ơi, ki này là ki lá biên tím anh ạ. Dạ. Cái gì cơ? Anh ơi, em không tìm được cái ảnh, lại cái ảnh thân mẹ nó anh để đâu nhỉ? Vợ em cũng chưa gửi tiền về, sao để mà mua. Ôi cái thân này, cái biên tím này có người người ta còn bán 90 triệu một ki đấy. Em cho mọi người xem này, em bán có 5 triệu một ki là quá rẻ à? Rẻ nhất hệ mặt trời.
Anh Nguyên ơi, anh Nguyên có chốt thêm key này nữa không? Chào anh Bùi Văn Soái. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Có anh ơi. Anh vừa lấy hai thân gì đấy? Anh vừa lấy hai thân lá nhăn, anh Nguyên Trần ơi, hai cây hòa bình lá nhăn. Đây có bác nào, các bác cứ chốt đi ạ. À, các anh cứ chốt đi xong rồi là tí nữa em sẽ gửi cây thân mẹ cho. Đây anh Phương Nguyên, anh Tùng. Các anh chốt cây nào? Bán chịu không? Chịu bao lâu? Anh chốt khi nào anh Nguyên Trần? Anh chốt kỳ nào? Anh chốt cây viên trắng hay là hai cây viên tím? Đây. Bán chịu cho gửi cây luôn, 5 triệu một kỳ to nhá, cả hai kỳ thì sẽ là 9 triệu. Còn kỳ này em sẽ bán 3 triệu ạ. Tiền có thể kiếm lại nhưng mà kỳ này không phải lúc nào cũng có mua đâu nha. Đâu rồi anh Tùng ơi, anh Tùng đâu rồi? Em phải quyết tâm tìm được cái thân mẹ của nó mới được. Anh mua cả thân. Anh mua đi anh Vũ Quốc Hùng. Anh mua cây là em tặng thớt luôn chứ cần gì phải mua thớt hả anh? Anh mua kỳ biên này là em tặng thớt luôn nhá. Vợ anh kêu đặt vào. Anh ơi, cái này nó là dòng đột biến anh nhá, đột biến thân lá, đột biến kỳ biên tím. Nó chỉ trên đời chỉ có một vài cái thì nó đắt thôi anh. Nó đẹp thì nó đắt thôi anh này. Đây. Một con trâu lá sọc người ta cũng bán đến cả mười mấy 20 triệu. Anh muốn mua nhưng tháng này hết tiền. Thế anh chốt đi, em để em cho anh gửi nha anh Nguyên ơi. Anh thích kỳ nào, anh Nguyên thích kỳ nào? Đây ạ, à, hai kỳ biên tím này 9 triệu. Kỳ này, kỳ kỳ trắng này, kỳ lá trắng, kỳ biên trắng này 3 triệu ạ. Tất cả là bao nhiêu? 12 triệu cả thớt này nhá. 12 triệu cả ba kỳ này. Còn nếu mà anh muốn lấy riêng hai kỳ này cũng được, hoặc là lấy riêng một kỳ to này cũng được. Anh thường nó bị vợ kéo cổ đấy. Anh thường nó bị vợ kéo cổ. Anh cứ đùa. Chắc là anh ấy chưa thích thôi. Anh ấy chưa thích thôi chứ. Kẹp sao? Mọi người đâu hết rồi? Em chào anh nếu là anh nha. Chào anh Trần Tưởng. Tổng à anh? Tổng là 12 anh ạ. À. Tổng là 12 triệu anh nhá. Anh Nguyên ơi. Tổng là 12 triệu mà anh Nguyên mua thì chắc là có bớt đấy ạ. À. Anh mua cả thớt à? Anh mua cả thớt thì em để giá là 11 triệu nhá. 11 triệu anh Quốc Hùng ơi. Cả thớt thì em sẽ để giá là 11 triệu. Đấy, thế là thớt là không có tiền thớt đâu nhá. Công ghép rồi các kiểu thớt là không có tiền thớt đâu ạ. 11 triệu nhá. Anh
anh gì nhở, anh Nguyên ơi, anh Nguyên sốt đi, em thấy người ta còn bán đắt hơn em nhiều, em bán khi khi biên này ăn thua gì. Có kèo người trong chưa anh ơi, không có kèo người trong đâu. Anh quan tâm chậu phi ba long. Anh Phương Nguyên ơi, anh Phương Nguyên, tại vì là có một anh Hải Đồng ấy, anh ấy đã dặn em là anh chốt gió mời em, đã bảo là chốt 12 triệu rồi cho cả 9 thân đấy rồi, cả to cả bé 9 thân rồi, nhưng mà để em hỏi lại anh ấy xem thế nào đó anh Phương Nguyên nhá. Nếu mà anh ấy không chốt thì em sẽ nhắn cho anh, và nếu anh mà chốt thì em sẽ có chương trình hữu nghị. Em ơi, em chưa anh chúng em 10 ngày hơn về em mới bóc chuyển quả. Anh Phan Hồng ơi, hôm đấy anh gọi điện cho em thì em nói rồi mà. Có nghĩa là khi mà anh comment cái số đấy thì em không có nhìn thấy. Em không có nhìn thấy cho nên là em đã bảo là một cái cây thì nó không đáng. Em đã tặng cho cái anh gì ấy, anh bố Misu hay sao ấy. Vì em chỉ nhìn thấy comment của anh ấy thôi, em không nhìn thấy comment của anh. Nên em bảo anh là anh xem em like đi, xong rồi anh xem anh thích cây gì ấy thì em sẽ tặng anh. Còn cái cây đấy thì vâng anh Phương Nguyên nhá, em sẽ inbox ạ. Còn cái cây đấy thì em đã tặng mất rồi. Em bảo là anh xem em like đi, xem là có cái cây nào anh ưng, anh chốt thì em sẽ gửi quà kèm cho anh. Còn lúc đấy là không phải là vì em không tặng quà cho anh, mà vì là em có nhìn thấy anh đâu. Tại vì bọn mình chưa bao giờ tương tác với nhau, cho nên là nhiều người comment cùng một lúc nó đã sẽ bị ẩn đấy anh. Chứ em có biết ai vào với ai đâu mà thiên vị, em không có thiên vị đâu anh nhá. Thế anh xem em like xem mà anh thích cây nào thì em sẽ tặng. Còn cây đấy thì em đã tặng mất rồi. Anh Sơn Lê ơi, hàng Hòa Bình nó sao hoa Tết được anh? Chỉ có hàng Di Linh nó mới hoa Tết thôi anh nhá. Có gì inbox đi em. Dạ vâng anh Phương nhá, em sẽ inbox cho anh ạ. Anh đăng ký 10 triệu được không? 10 triệu anh, 10 triệu bao kia này rẻ thế anh. Anh Phương, anh Nguyên Trần ơi, 10 triệu à? 10 triệu hữu nghị quá. 11 triệu được không anh? 11 triệu bao kia nhé. Em chốt giúp anh hai dọ cộng với em. Em làm sao mà chốt được anh ơi. Bây giờ như chim mà lồng như cá cắn câu rồi, làm sao mà chốt được nữa. Chịu thôi. Bây giờ chỉ có chốt lam thôi anh ơi. Sao anh lại bắt em làm con giáp số 13 đấy hả anh? Vợ anh bên Đài Loan mà biết là buồn chết. Em chào anh Trần Sơn. Em bảo chốt 10 triệu anh Thành, anh ấy còn đang la ó. Anh ơi, anh Thành bảo sao? Anh Nguyên ơi, anh Thành không chốt 10 triệu này, 11 triệu anh nhá. 11 triệu cho bao kỳ. Vợ anh biết anh chết. Anh có đang xem lại ở nhà không đấy? Anh ơi, không chết đâu anh ạ. Về cái này anh sang tay anh có tiền. Anh gặp đại gia là anh sang tay anh có tiền luôn, nói thật. Em còn chưa tí nữa em gửi cái tin nhắn cho anh Nguyên Trần là bữa có một cái đứa nó bán cây biên tím mà nó bán kỳ to hơn kỳ này một tí, nó bán 90 triệu. Nói chung là cái này nó là vô giá. Bây giờ em cũng chưa có tìm được, tí nữa em nghỉ like xong rồi em tìm nhá. Chào anh Thông Kiều, chào anh Tuân Nguyễn Hữu. Đây anh Nguyên chốt chưa? Anh Phương thì tí nữa em inbox cho anh Phương nhá. Em phải hỏi anh Hải Đồng xem thì để mai em hỏi anh Hải Đồng xem là anh ấy có chốt không đã. Chết thật cười đâu. Có thể em nói sự thật đi chứ bạo mồm gì đâu. Hả? Anh không dám. Anh Hải Đồng anh ấy đang không có online.
Khổ những ai vợ đi Đài Loan khổ thế đấy. Đây để em ghi công việc vào đây, tí nữa em còn giải quyết. Đấy, thế đại kỳ là như thế đấy nhá. Anh tất tay đi vay nợ đấy. Ok, tất tay cho anh Nguyên nhé. Anh tất tay thì em tất tay luôn. Em chào anh Hải. Đây. Anh Nguyên ok đi, tất tay thì em tất tay luôn này. Từ từ em đóng cửa sổ. Em bán em không rồi, chết, hỏi em bán em không, hỏi gì hỏi kinh quá vậy. Ồn quá. Mọi người chờ em tí nha. Mọi người chờ em tí. Đây, em trở lại đây. Anh Quân Nguyễn Hữu ơi. Những đứa con gái như bọn em mà chỉ cần nghe thì anh nói thế là thôi, nó xinh đẹp thêm mấy phần rồi anh ạ. À, em cảm ơn anh nhá. Anh Quân ơi. À quên, lộn, xin lỗi. Anh Nguyên Trần ơi. Cô này cứ thế nghi nghi thế nào ấy, lúc nói to lúc nói nhỏ. Ok anh Nguyên nhá. Ok anh. Ok anh, em chốt cho anh Nguyên cả thớt này luôn. 10 triệu. Nói nhỏ anh Thành ấy không đồng ý đâu. Em bán rẻ. Xong rồi, chốt cho anh Nguyên. Ok anh Nguyên ơi, anh có thì anh gửi em thôi chứ còn gì mà phải làm tin anh. Ok anh Nguyên nhá, em sẽ chăm cho anh cẩn thận, anh yên tâm. Ok, đã thuộc về anh Nguyên, em chào anh Thưởng Lê nhé. Thôi chắc là em nghỉ đây, để mai em còn có đi đi dạy nữa. Hẹn mọi người tối mai nhé. Hẹn mọi người tối mai lại bán hàng tiếp nha. Hôm nay chốt được nhiều hàng quá rồi. Toàn giò to thế này, mai đóng hàng của gì đây. Ok, anh Nguyên ơi, thế là mai vẫn gửi cái xe Trúc Nghiêu đấy hả anh Nguyên? Anh Nguyên ơi, mai vẫn gửi cái xe Trúc Nghiêu ấy gì anh Nguyên. Em chào anh Hero nhá. Lâu lắm mới chả thấy anh Hero ủng hộ cái gì nhỉ. Anh Duy Thắng ơi, chắc là phải tầm ngoài 5 giờ chiều anh nhé. Chào anh Dũng.
Từ ngoài 5 giờ hình như em còn đâu có 1-2 ki thôi anh Thắng ạ. Em chào anh Nguyễn Thanh. Anh Nguyên ơi, thế là ok nhá, ok giò này 10 triệu này. Ok giò này 10 triệu. Alo em số nào? Anh ơi 0988400383 nhá, anh Duy Thắng nhá. Ki 5 cánh trắng Phú Thọ đấy em sẽ bán tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu để xem ki to ki bé. Để mà em xem nó to bé như thế nào nhá. Tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki ạ. Hello em mập. Ừ hôm nay chị bán toàn hàng khủng thôi. Mà bây giờ em mới vào. Cậu dạo này cậu đi đâu đây? Chả thấy vào ủng hộ như thế chị. Ok. Mai em sẽ gửi xe trung lưu cho anh nhá anh Nguyên nhá. Bye bye. Alo. Mai em gửi cái đơn này trước, còn đơn này thì đến mấy hôm nữa anh mới nhận đúng không? Ok, đã chốt xong. Chốt 10 triệu là tí nó bị mắng đấy. Bye bye mọi người nhá. Em hết cây rồi. Em hết cây rồi. Anh sẽ em đưa gì ạ? À? Dạ vâng đúng rồi anh ạ. À. Dạo này công việc bận hả? Ừ. Em chào anh Việt Minh nhá. Ôi giời ơi các loại em ạ, à, nù khủng khiếp này. Nù khủng khiếp người là ki lá biên em ạ, à. Nhưng mà chị bán hết rồi. Ki biên tím ấy, thiên hạ có một thôi. Cảm ơn mọi người nhá. Em chắc là nghỉ đây ạ. Chào anh Việt Ninh. Hẹn mọi người tối mai nha. Em đã bán hết hàng rồi. Hàng to, hàng nhỏ, hàng chậu các kiểu trên đời bán hết rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ôi hôm nay mùng 2 mở hàng suôn sẻ quá. Cảm ơn mọi người, hy vọng là một tháng thành công luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nha, bye bye. Ôi hello mẹ, mẹ ơi mẹ chưa ngủ à? Em chào anh Tuấn Anh Nguyễn. Chào anh Tuấn Anh Nguyễn, chào heo mập, chào anh Việt Ninh, chào anh Thắng nha. Ôi dồi ôi, anh Quân Nguyễn Hữu ơi, em cảm ơn anh nhá. Mặc dù em biết là anh hơi quá lời nhưng mà em vẫn cảm ơn anh, em vẫn sẽ tin đó là sự thật. Bye bye, thôi em đi ngủ đây, hẹn mọi người ngày mai em đi ngủ, không mai là em không có dậy đi làm được. Bye bye.